Xin chào mọi người, mình tên là Thảo Nghi. Còn mình tên là Thanh Trà. Chào mừng mọi người đang đến với bản tin Những điều em chưa biết. Và trong bản tin ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau nói về nước Việt Nam. Nước Việt Nam là một dải đất hình chữ S nằm ở trung tâm khu vực Đông Nam Á, trải qua quá trình dựng nước, giữ nước. Hiện nay chúng ta có 63 tỉnh thành đó các bạn. Vậy thì không biết trong 63 tỉnh thành đó, Nghi có biết được là tỉnh thành nào có diện tích nhỏ nhất không? Dạ con biết nè, con biết về tỉnh thành có diện tích nhỏ nhất. Nơi đây nổi tiếng về dân ca quan họ. Không biết các bạn đã đoán ra chưa? Đó chính là tỉnh Bắc Ninh. Và giỏi quá. Còn cô được biết tỉnh thành có diện tích lớn nhất hiện nay đó chính là quê hương của Bác Hồ. Con biết Nghi có biết quê hương của Bác Hồ đâu không? Dạ biết, đó là tỉnh Nghệ An. Quá là giỏi. Với những thông tin vừa rồi, hy vọng rằng chúng ta sẽ thêm yêu và trân quý mảnh đất hình chữ S này. Còn bây giờ thì thời lượng của bản tin đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.